mời bạn trai. Mời các bạn, xin chào. Mời bạn gái. Rồi, ngồi đi em gái. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Rồi, bạn giới thiệu trước đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hải Châu, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Huế. Và bây giờ em đang làm việc cho một công ty xuất khẩu lao động đi Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi có biết tiếng Nhật không? Dạ em nói được tiếng Nhật ạ. Ồ, rồi chào khán giả một câu tiếng Nhật ha. Minasan, hajimemashite, chào tomo shimasu, yoroshiku onegai shimasu. Không hiểu mà thấy nó vẫn nhẹ nhàng, y như nói tiếng Huế vậy đó. Em hiểu không em trai? Dạ hiểu anh. Hiểu luôn hả? Dạ. Con nói gì vậy? Cái tiếng Nhật thì em không hiểu, nhưng mà em hiểu được cái tiếng Việt Nam anh. Trời đất ơi. Cổ nói như thế này nè, hồi nãy cô nói tiếng Nhật á, là em dịch cho anh nghe luôn đi em. Dạ, cái câu của em là lần đầu tiên được gặp mọi người, em tên là Châu, rất mong được mọi người giúp đỡ. Rồi, hôm nay sẽ cố gắng giúp đỡ em. Rồi, bạn trai giới thiệu đi cưng. Dạ, em là Trần Như Thọ, sinh năm 1985, quê quán Quảng Ngãi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, buôn bán vàng bạc và dịch vụ cầm đồ tự do tại nhà. Sáng nay kẹt quan sáng thiếu cầm thì mang cái điện quận thoại. Quận mấy vậy em trai? Dạ, quận Bình Tân chị. Bình Tân hả? Dạ. Rồi, vậy thì trong chung thành phố là thấy ổn rồi ha, cũng quê miền Trung hết ha. Rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm yếu của em là thứ nhất là em nói chuyện hơi dài dòng. Thứ hai là em có tật xấu là cắn móng tay. Em nấu ăn không có giỏi cho nên em không thích nấu ăn. Còn điểm mạnh của em thì em sống tự lập. Vậy em còn thêm một cái điểm yếu nữa là em suy nghĩ hơi nhiều. Em nghĩ hơi nhiều và em thích đặt ra cả kế hoạch. Em có một cái kế hoạch từ năm 11 tuổi đến giờ mà vẫn chưa thực hiện được. Kế hoạch gì vậy em? Kế hoạch là như thế này: 18 tuổi em sẽ vào đại học, 22 tuổi em sẽ tốt nghiệp đại học, 25 tuổi em sẽ ổn định công việc, xong rồi em sẽ tìm người yêu, xong rồi em tìm hiểu 2 năm này 27 tuổi cưới. Và đến bây giờ là 30 tuổi vẫn vỡ kế hoạch rồi. Nhưng bây giờ là cái kế hoạch hôn nhân này là em kế hoạch có lập cái kế hoạch nào mới chưa? Dạ chưa. Chưa. Hôm nay chị lập cho em luôn, 30 tuổi có người yêu, 31 tuổi đám cưới. Thật ra em cũng hy vọng. Rồi mời bạn trai Thọ giới thiệu đi Thọ, điểm mạnh điểm yếu của Thọ đi. Em cũng có khá nhiều điểm yếu là quá thật thà. Người ta nói sao là em nghe vậy không à? Mà làm cái nghề cầm đồ em mà thật thà. Anh cầm cái điện thoại nó em trong điện thoại anh mua 200 triệu đó, em cầm giùm anh 100 cũng được không? Với em rất là mau của anh chị. Với em nấu ăn thì em nói thì được, nhưng mà em có một tính là nấu ăn không bao giờ thử, nên có mặn ăn mặn, lạc ăn lạc à. Trời đất ơi. Và một cái điểm yếu của nhất của em trong cuộc đời của em sửa hoài không được là em không nói được tiếng miền Nam. Ủa đâu có cần em, nói tiếng Việt Nam là được rồi, không cần nói tiếng miền Nam. Còn điểm mạnh của em thì em quyết đoán trong công việc và biết làm tất cả việc nhà, như chẳng hạn tắm cho em bé đồ vẫn được hết. Ủa giờ đó giờ tắm cho em bé nào chưa mà dạ, biết là tắm cho cháu không à. Tắm được nhưng quan trọng có tắm sạch không? Miễn mình tắm nó được được, mình tắm ẩu xíu đâu cho ba mẹ nó đem ra số vậy thôi đúng không? Có nhiều nghề phụ để kiếm tiền uống cà phê nữa. Ví dụ chụp hình đám cưới, biết làm YouTuber, sửa máy nổ. Và nếu bạn nữ kia có máy móc rồi đầy đủ sinh nhật, có thể làm được bánh sinh nhật tặng bạn gái luôn. Hay quá. Hay quá. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi em gái. Dạ em 30 tuổi rồi và chưa bao giờ yêu ai ạ. Không có luôn hả? Dạ vâng ạ, em có say nặng thôi. Không ai để ý mình luôn hả? Có người để ý nhưng mà người ta, ví dụ em cũng quỷ người ta, cái xong người ta quay qua người ta quỷ em là em chạy, em lặng không thủ tâm. Tại sao? Tại chị? Sao tự nhiên người ta quỷ em lại chạy, em lại kiểu lặng. Như mình chỉ quỷ thôi nhưng mà không có đến mức là mình muộn hẹn hò. Hỏi em là giới tính hài hòa không em gái? À đúng rồi anh, thật ra hồi đại học, học quân sự thì hồi đó ở chung cái bị có tin đồn em là les. Thay áo quần em hơi kín đáo, em hay quay mặt đi một chỗ em thay áo quần thì bị người ta nói là chắc con này lét cho nên nói về vậy á. Nhưng mà em không lét, em thích con trai. Em thích mà sao em không yêu? Dạ tức là em thích đủ để em biết em là con gái thôi. Trời đất ơi. Lạ lắm nha, phải khám phá cô này nha em Thọ. Rồi bây giờ nè, thế nào? Đường tình của em có mối tình nào chưa? Em thì trải qua 2 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình chính là 4 tháng, còn một mối tình tìm hiểu thôi anh. Bây giờ mình làm lại từ đầu nè. Bây giờ em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào?
Em thì muốn tìm một người phụ nữ thì cao khoảng 1m55 đổ lên, quan tâm tới gia đình và biết thương người lớn như cha mẹ, ông bà nội và bà ngoại rồi vậy là được. Dễ, cái này dễ mà. Dạ. Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không em? Nếu mẹ xinh thì con xinh theo. Rồi. Con nếu mẹ xấu sao anh? Mẹ xấu sao? Mẹ xấu thì con cũng hưởng phúc mẹ thôi. Trời đất ơi. Nữa. Câu này đúng là thật thà đó. Rồi. Ước mơ của em sao? Người chồng tương lai như thế nào? Vì em cao 1m58, em hy vọng cái bàn đó ít nhất cũng phải được 1m65. Em không thích người để râu. Không có râu. Em không thích đàn ông hỏi chị. Tức là hỏi thì cào đâu luôn, để cho tóc lóc luôn. Có nghĩa là hỏi vẫn được. Dạ đúng rồi, nhưng mà cào luôn. Chứ đừng, thực sự là tại vì hồi em đi ngoài đường em thấy có một chú chuối hỏi, mà xong rồi chuối lấy tóc bên này đắp qua bên kia, cái gió thổi cũng phải bay hết về phía bên này chị. Em nhìn em thấy, thực sự là em mắc cười. Nhưng mà hói người ta thông minh, ế rồi còn chê hói nữa. Không, nè. Nhưng mà cái đó là tao không thích thì biểu làm sao được. Không thích hả? Thí dụ giờ em lấy chồng về, rồi mai mốt lỡ chồng em sau này mới hói thì sao? Không lẽ dạ em không bỏ? Khi mà yêu rồi thì cái gì cũng qua được hết anh. Không, nhưng mà ý cô này là hói vẫn được, nhưng mà hói thì cạo luôn. Cạo đừng luôn có để hả? Em hói sao anh? Anh ấy có hỏi không chị? Chị chưa có đó. Coi sao chị biết? Hỏi Linh chứ chị có thấy đâu em. Anh quên Linh. Hả? Anh ấy có hỏi không anh? Có chút. Anh có hói em ơi. Về đề lặng này em xem đã rồi. Ngoài cái chuyện hói em không thích gì nữa? Em không thích đàn ông bạo lực ạ. Vì trước đây em từng bị đàn ông đánh rồi. Ai đánh em? Dạ. Thì tại có một lần đi ngoài đường gặp bốn cái anh xịn. Xong rồi bị một anh ấy nhảy xuống, anh ấy ôm một cái. Em tức quá, em nghĩ không đâu. Mình còn chưa có bạn trai nữa mà đã bị người ta ôm. Cho nên là em vung một quyền, em đấm một phát qua mặt anh ấy. Thì em đấm xong thì em cũng đoán anh ấy sẽ đấm lại, nhưng em né nhầm hướng. Em né bên này, không ngờ anh đó anh ấy thuận tay trái. Trời ơi. Em... xui. Vậy là xui. Thế là... rồi anh đấm thẳng vô mặt lên luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi, xong rồi là mẩu mũi nó phun ra, mà em có thể nghe được tiếng nó phun luôn á chị. Trời ơi thì ghê quá. Cho nên bây giờ em đi tập gym là em có tập... tập bỏ nữa đúng không? Để ít nhất là em nẻ đòn được. Bây giờ phải né, nhớ là nha, phải, trước khi né phải coi người ta thuận tay trái hay thuận tay phải nữa. Dạ bây giờ nẻ là em thuận xuống luôn. Em thuận tay nào? Em thuận tay phải anh. Thuận tay phải hả? Vậy là mai mốt nếu mà cô kia đánh em á, em có đánh lại không? Trong tư tưởng của em á, thì không sẽ đánh phụ nữ. Nhưng mà trong khi trong cuộc sống á, vợ chồng đôi khi em cũng không nói trước được cái điều nào, nhưng mà em cố gắng em cố gắng là học cái tốt nhất của những người đàn ông nào thương vợ thương con. Bây giờ còn cái tiêu chí gì nữa, ví dụ như là em không thích những cái điểm gì ở đàn ông, chị qua chị kiểm tra cho nè. Dạ cân đổi với em một xíu. Rồi vậy được rồi. Vuốt vuốt tóc rồi xuống ra mắt con gái hay kia, không biết gió thổi có bay không ta. Chắc bay. Cứ để vậy đi, giờ cũng còn khá khá, ý là khi nào mà nó còn ít ít á thì mình cạo luôn. Dạ được không? Dạ được. Cạo ngâu mà. Dạ. Nhà, gia đình nhà em có bắn tăng đơ nữa chị. Có bắn tăng đơ. Không, này ông thật thà ghê ha. Cao mét mấy? Dạ mấy 68 vậy. Vô đây mừng ăn cũng lâu rồi, chắc cũng khá khá rồi ha. Đã chuẩn bị để lấy vợ chưa? Sẵn sàng chưa? À, chuẩn bị lấy vợ mới có tinh thần lên đây chứ chị. Ba em cũng chửi quá nên em lên đây luôn. Ủa sao ba em chửi? À, chửi năm 2017 á. Khi năm nay mà không có vợ là đuổi ra của nhà. Rồi bà sao tự nay 29 rồi mà chưa đuổi nữa? Chắc chừng nào mà có gia đình chắc ba đuổi là riêng quá. Dạ hiện tại là nhà em có cửa hàng là ba anh em làm chung, có ở chỗ đó luôn. Ở đó là cái chỗ cửa hàng á? Dạ, hả? Cửa hàng đó. Rồi ba mẹ là ở đâu? Ba mẹ em ở quê. À còn ở ngoài Quảng Ngãi. Dạ. Rồi thôi vậy cũng tốt, cố gắng làm ăn rồi cái từ từ tích góp rồi mua cái nhà nhỏ nhỏ hai chồng ở ha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mình hỏi người thân, ý kiến người thân sao mình quyết định nha. Dạ. Chúng ta đi với ai? Dạ đi với dì, với em gái, với em rể, với em họ nè. Có dì ha, dì như là mẹ rồi. Dạ. Ha, chào cô. Dạ chào dì. Rồi đầu tiên thì cô chào Huyền Linh, chào Cát Tường xinh đẹp, chào quý khán giả có mặt trường quay hôm ngày hôm nay, chào họ đàn gái. Nói chung thì Thọ thì từ nhỏ giờ là cũng đi lồm ăn xa, cũng từ lạp, nhưng mà có hiếu cha mẹ lắm. Thì Thọ mới nay cũng lớn tuổi rồi, cho mẹ hấu miết à. Nhưng mà cái duyên nợ xô nóng đấy, lên đây là nhờ Huyền Linh, Cát Tường để xây duyên cho Thọ được hạnh phúc là vì mừng. Mình ghé đây á, ghé nó cũng được. Thì hai con cho nhau cơ hậu để hẹn hò, để tiến lên tiến giờ hơn nữa, cho một cơ hội đi hẹn hò đi chừng tiến tới hôn nhân. Rồi. Rồi cảm ơn nhà trai. Bây giờ nhà gái hôm nay mình có ai nè?
À, em đi về mẹ và ông của em ạ. Dạ, à, dạ chào cô. Trước hết là xin được gửi lời chào đến MC Quyền Linh và MC Cát Tường xinh đẹp. Dạ. Cũng xin chào gia đình của cháu Thọ và xin chào toàn thể quý khán giả. Bản thân tôi cũng rất là mong muốn con gái mình sẽ tìm được một nửa của mình. Cái tiêu chí của con gái mình thì không phải là cao, mà tiêu chí là cần một người đàn ông, thực sự là người đàn ông của gia đình và có hiếu, có nghĩa. Còn riêng mình cảm nhận về bạn trai trên này thì có một cái khó, đó là mình hầu như không nghe được bạn nói cái gì hết, chỉ nhìn cái phong cách thôi thì cũng cảm nhận được một cái sự chân thành. Đó là cái điều mà ấn tượng. Và cũng mong muốn là nếu như được thì hai con cho nhau cơ hội. Bên cạnh việc là con tiếp tục là hoàn thiện mình để trở thành một người vợ tốt, thì cũng mong muốn là bạn trai nếu như sau này lựa chọn con gái của cô thì cũng là thay cho cô và thay cho em trai trong nhà là tiếp tục chăm sóc cho em. Em cũng thiệt thòi rất là nhiều. Sống trong gia đình là ba mẹ là ly hôn, cũng mong muốn là cái chỗ dựa để chăm sóc cho em khi ở xa nhà. Nhưng mà cũng xin bổ sung một chút tí nữa, cái nãy là em chưa nói, đó là em rất không thích người hút thuốc. Có thích không họ? Có dạ. Thuốc không? Tạm hồi giờ không hút anh. Không hút thuốc. Bây giờ chỉ có cái khuyết điểm nhỏ nhỏ, tức là tập nói cho nó rõ lên để cho bên đàn gái họ nghe tí thôi. Rồi, giờ đó là ý kiến của gia đình hai bên nha. Bây giờ thì đến lúc quan trọng nhất là sẽ cho hai bạn trẻ gặp nhau, bởi vì quan trọng cũng chính là cái nhìn đầu tiên của hai bạn ha. Rồi, kéo rào. Rồi, mời hai bạn. Cái hoa này anh tặng em. À, dạ. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay em có món quà tặng anh. Thì anh nhìn em thấy cũng là một người con gái rất dễ thương, nói giọng Huế rất là ngọt ngào. Cảm ơn anh. Thế này em có nghe anh nói anh là người thật thà, bây giờ nhìn anh đúng là nhìn thật thà thật. Bây giờ trước anh thì cũng không hỏi nhiều, thì thấy em thì cũng ân ý. Hôm nay mình đến đây là cũng một cái duyên rồi. Thì giờ còn cái nợ. Cái nợ thì mình cũng tự mở lòng cho mình, mình tự nắm bắt theo cái cảm nhận của con tim của mình, và mình tự cho nhau cơ hội, và để hai bên gia đình được vui, và tương lai ngày mai còn đang đợi anh với em. Cũng dữ lắm chứ bộ. Cũng biết nói lắm chứ bộ. Chân thành, thật thà, nhưng mà cũng biết cách nói lắm á. Em nhìn bạn trai kỹ thì em cảm giác như thế nào? Em sợ trai thật tha thì dễ bị lừa. Thật sự em là người không có dễ rung động ạ. Em chỉ muốn xin lỗi anh là thật sự em chưa có cái cảm giác rung động đó. Nhưng mà bây giờ em cần điều gì để em có thể say nắng, em có thể nói cho anh ấy, để anh ấy có thể làm đứng điều đó để chinh phục em? Giống như có nhiều người nói là tính cách của em hơi mạnh mẽ, hơi cá tính. Thì có lẽ cần một người đàn ông là hơi hiền lành để bù lại. Hiền lành thì đúng, hiền lành rồi. Đó là người ta nói. Còn thực sự em bị thu hút bởi những người có một cái sự trầm ổn và cứng cỏi hơn em ạ. Ngay tại thời điểm này thực sự là em chưa thể nói cái gì cả. Em thì em hy vọng là mình có thể bắt đầu từ bạn bè trước được không ạ? Thì cái đó tùy theo em lựa chọn thôi. Cứ giữ bạn bè, có thể nhắn tin nhau, trò chuyện, uống ly nước là bình thường. Dạ. Với cảm nhận những gì mà nãy giờ Thọ nói ra đó, với cảm nhận khi mà nghiên cứu cái hồ sơ của Thọ đó, anh thấy rằng đây là một người đàn ông đúng là đàn ông của gia đình. Một con người chân thật, một con người nghĩ về gia đình, một con người yêu thương những thành viên gia đình. Anh nghĩ rằng hai đứa rất hợp với nhau. Nói thẳng ra em cần điều gì, cần điều gì, anh ấy có thể làm được. Anh tin chắc là anh này sẽ làm được. Thôi, anh chỉ nói như thế thôi. Còn cảm nhận thuộc về em nha. Thôi bây giờ mình hát tặng nhau một bài vui vui đi, rồi mình tiến hành bấm nút đi ha. Em hát tiếng Pháp được không anh? Được. À, bài Bonjour Việt Nam đấy ạ. Em hát một đoạn thôi. Bài okay, Bonjour Việt Nam đi. Xin chào Việt Nam. Cho nó vui đi. Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, les hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas, un jour, dis bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas, te dire bonjour, Vietnam. Yeah.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mắc lại. Kiểm tra lại con tim mình lần nữa nha các bạn. Lắng động lại hai bạn ạ. Đây không phải là chuyện để mời nhau uống cà phê, mà đây là chuyện của tương lai. Nếu chúng ta cảm nhận thật sự đến giây phút này con tim mình rung động, mình hẳn bấm nút. Còn không rung động, không cần bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha, những gì mà anh Nguyễn Linh đã nói ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Tại sao mình lại không bấm nút? Do bạn gái đó hồi nãy nói chỉ có mất là bạn thôi anh. Cũng thật tình quá. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em cũng là một người quá thật tình. Như thế thì nó cũng thiệt cho mình lắm. Cô gái nói có là không, nói không là có. Cho dù nói gì đi nữa, mình hãy làm theo trái tim của mình. Anh nói thật, nếu như anh ngồi vị trí của em, cô gái không bấm nút, anh vẫn cứ bấm nút. Còn chuyện gì tới, kệ nó. Trước khi em cũng nói cái tính em thật thà rồi đó. Nói sao thì em nghe vậy. Thì người đó nói làm bạn thì em chấp nhận làm bạn. Chập nữa có thể cho số điện thoại nhau uống ly nước vẫn bình thường, vẫn được. Nó thiếu một cái cảm xúc, cho nên em hy vọng tụi em cứ liên lạc với nhau. Đây. Em tên là Võ Trọng Hiếu, sinh năm 1995, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang làm ở thành phố Thủ Đức, ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Làm nhân viên pháp lý, pháp chế cho doanh nghiệp. Pháp chế là doanh nghiệp nào em? Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn An Pháp, quê ở Phù Mỹ, Bình Định. Đại học luật ra xong rồi ở đấy luôn đấy đúng không? À, em học đại học ở Huế, rồi vào Sài Gòn làm việc. Lý do tại sao lại chọn vào Sài Gòn làm việc mà không phải ở Huế mà ra Huế học rồi lại từ Huế lại vào Sài Gòn? Tại vì cũng xin việc nhiều nơi mà vô Sài Gòn thì xin việc dễ hơn. Em làm cho công ty này được bao lâu rồi? Làm được 5 năm rồi, từ khi vào Sài Gòn luôn. À, thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu Hiếu? Thu nhập là khoảng 10 triệu một tháng. Hiện tại em đang thuê nhà hả? Dạ, đang ở thuê. Thuê nhà với ai? Thuê cùng với bạn hồi đại học. À, là hai đứa là dắt tay nhau vào đây lập nghiệp? Cũng vào được vài tháng rồi, sau đó mới đọc lại bạn rồi. Ồ, bạn gái hay bạn trai? Bạn trai. Từng bạn gái. Có bạn gái không phải đây nha. Ai biết đâu được, trời ơi, thuê nhà ở chung thôi. Chứ còn việc đấy là việc tìm bạn gái, tìm người yêu nó khác. Còn ở với bạn gái vậy là khác. Thôi thì bạn Hiếu, em là gì Hiếu? Điểm mạnh hay điểm yếu chị? Điểm mạnh điểm yếu luôn. Điểm yếu thì là em ít nói. Còn điểm mạnh thì thật thà cỡ nào? Thật thà thì có gì nói đó. Nhưng mà không muốn nói thì vẫn không nói. Một ngày nói được bao nhiêu câu mà nói là anh thích nói nè. Thường ví dụ như người ta làm pháp chế thì người ta nói nhiều lắm. Không có, pháp chế không có nói nhiều đâu. Pháp chế là ngồi biết nhiều. Luật sư mới nói nhiều. Thật ra là em thi cường thi tập sự luật sư xong. Thi ở trong này luôn hả? Dạ. Đại học luật ở đây luôn hả? Dạ. Thi tập sự luật sư rồi nói nhiều chứ sao rồi nói. Thi tập sự thì lúc mình thi mình nói nhiều thôi, người ta không biết là mình thì mình biết nói đâu. Cũng tức thi... là vào bệnh nghề nghiệp thì bắt đầu mới nói nhiều thôi đúng không? Có lĩnh vực mình am hiểu mình nói nhiều mới được. Học bao lâu thì mới ra được làm luật sư? Học thì chắc phải 4 năm á, mà do được dịch á, phải trễ tầm 2 năm nữa. Mới thi xong hả? Dạ. À, ý là dự định tương lai là em là không có làm pháp chế bình thường mà em làm luật sư, em muốn làm luật sư. Dạ. Rồi. Thế là tại ít nói quá cho nên là không dám tỏ tình cô nào nên là quay đơn phương trên 10 cô lận mà. Đơn phương trên 10 cô mà khó lòng được cô nào sao? Ngáp quá hay gì em? Chưa có cái gì, mình chưa làm được cái gì mình thấy người ta thích mình hết. Nên là chưa có dám nói. Đấy hả? Nhưng mà trong 10 cái cô mà em đơn phương á, thì có cô nào cô ấy cũng bật đèn xanh cho em không? Là người ta thích anh á?
bật đèn xanh đó, bật tín hiệu đó, người ta biết mình thích người ta xong người ta cũng gọi là bật tín hiệu cho em biết là tôi cũng thích bạn đó, thì bạn tỏ tình với tôi mình như đó. Không biết cái tín hiệu nó sao mà chưa thấy. Chứ có mời ta đi hứa không? Có rủ ta đi xem phim không? Thì những người mà mình rủ đi xem phim được á là kiểu như là mình không thích người ta. Mình không thích người ta mà mình rủ người ta đi xem phim. Ừ, thấy nó ngộ ngộ rồi nè. Còn người mình thích thì mình lại không dám rủ. Không kiếm gì. Ủa sao lạ vậy? Tại người mà người ta không thích mình thì mình lại thích người ta nhiều hơn. Ừ. Mà mình rủ người ta thì người ta không đi. Ừ. Còn xem phim thì có một bạn thì mình tỏ tình trước rồi, không đồng ý, sau đó mình rủ đi xem phim mới đồng ý đi xem phim. Cho nên là không được cái gì hết. Không được cái gì hết, thế giờ muốn được cái gì? Hả? Lô đọc phim thì làm gì? Tức là đi xem phim cho vui thôi. Xem phim gì nè? Có quan trọng trong đó là phim gì? Siêu nhân thủ khoa. Khổ quá à. Ông nghĩ sao ông dẫn người ta đi xem phim mà đi xem phim siêu nhân. Còn bây giờ là 10 cô mà em từng thích cái này, những cô đấy là những cô gái như thế nào? Cái gu của em nó như thế nào? Gu của em thì thường thì thích kiểu mà xinh thì thứ nhất rồi, còn kiểu mà xinh mà còn dễ tán không mới ghê chứ. Xinh mà còn dễ tán là không khó luôn. Sinh rồi sao nữa, tiếp là sinh rồi sao nữa, cô đấy sinh rồi sao nữa. Ba vòng đầy đủ. Cái này em không để ý với ta còn... Chứ giờ để ý gì trước nè? Người ta hiền hoặc là người ta hung thì mình lại thích một trong hai cái kiểu đó. Người em thích hiền hay hung? Tại vì hiền thì mình cũng thích, mà hung thì... À, tức là trong người cô đó cũng có cô hiền, cũng có cô hung. Được thích cô hiền, không được thì chuyển sang thích cô hung. Tự nhiên. Bây giờ hiền hay hung nè? Bây giờ có cái ấn tượng, hiền một, hiền hay hung thì nó đều có một ấn tượng cho mình. Cảm giác như nếu mà hiền á thì mình dễ tán. Mà hung thì kiểu như là người ta kêu xa, người ta giỏi thì mình cũng thích. Lại tại vì mình phải chinh phục. Đúng rồi. Thế bây giờ nè, ví dụ cho một cô hiền với một cô hung, bây giờ về em chọn ai? Hiền không? Cô nào xinh hơn? Ừ, ok. Một chút xíu về ngoại hình của cái người bạn gái mà anh mong muốn. Ngoại hình thì mình theo tiêu chuẩn nói chung mình thì thích kiểu như vi lai, nhưng mà mình toàn thực tế, mình toàn gặp những người mặt tròn tròn thì mình lại thích cái kiểu thực tế là mình không lắm. Chuyện đó là chuyện đến này xong một hồi rất là chị nó bị tâm lý đa chiều. Mình thích đa chiều, tức là trong lòng mình á là thích những cô vi lai. Nhưng mình mà ra nghĩ mình, là mình nên thích mình nghĩ là mình nên thích villa, nhưng mà ra ngoài mình gặp cô mặt tròn thì mình lại thích mấy cô mặt tròn, đúng không? Trời ơi. Rồi sao nữa? Vậy là thích mặt tròn đúng không? Trong lòng ước muốn villa thôi. Ước muốn villa nhưng mà gặp tròn nếu mà xinh, tại vì những, có nhiều cô mặt tròn xinh nhưng có những cô mặt tròn không xinh, có những cô villa đẹp nhưng mà có những cô mặt villa không đẹp, đúng không? Nói chung là xinh. Cứ xinh. Còn villa là theo trend thôi, đúng xinh. Không? Còn miễn là xinh là được. Rồi có cái gu nào nhất định không? Có một ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay là idol nào mà anh thích không? Lưu Diệc Phi vậy nè. Lưu Diệc Phi, nói chung Trâm cũng thích nhiều người, nhưng mà từ nhỏ là thích Lưu Diệc Phi rồi thì lựa chọn đó. Sao thích Lưu Diệc Phi? Lưu Diệc Phi ngày xưa tôi hay Lưu Diệc Phi bây giờ. Ngày xưa? Thế Lưu Diệc Phi bây giờ là nó khác một trời một vực so với ngày xưa này đó. Trẻ hơn. Ngày xưa thích cô hả? Cô đúng không? À, thời áo cô ngày xưa ấy đúng không? Chứ bây giờ là phát tướng rồi đúng không? Chiều cao sao anh? Chiều cao thì... từ 1.5 m hơn mình chỉ đến 1.7 m. 1.5 m đến 1.7 m rồi. Độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Độ tuổi thì... 8 đến 28. Hơn em 1 tuổi rồi. 1-2 tuổi. 28 đến 28. Quê quán thì quê ở Trần, ở quê mình thì ở Bình Định, hoặc là làm ở Sài Gòn, hoặc là quê ở gần Sài Gòn. Miền Tây được không?
Dạ được. Em có mấy anh chị em? Có 4 chị nữa, là 5 anh chị em. À, mà em là con một đó hả? Dạ. Cưng như cưng trứng ha? Dạ. Cưng không? Có được cưng chiều không? Có, được cưng chiều. Nếu lấy vợ thì có phải qua cửa các chị không? Chắc không. Có cần các chị xét duyệt em dâu tương lai không? Thì mình đồng ý cưới mình là mình cưới luôn xác định. Trời ơi, bây giờ chỉ cần người ta đồng ý là em cưới luôn đó hả? Mình có chuẩn bị gì cho cái cuộc hôn nhân của mình chưa? Thì nếu mà kết hôn thì có thể là mượn bên bố mẹ và mình với bố mẹ trên vợ để mua nhà. Nếu còn thiếu nữa thì trả báo. Ừ. Nhưng mà ý là bây giờ em có tiết kiệm gì chưa? Gần 400 triệu. Ồ, gần 400 triệu rồi. Là có ý định mua nhà ở Sài Gòn không? Dạ có. Mua chưa? Đã tìm hiểu ở đâu chưa? Chưa tìm xem nhưng mà chưa. Giỏi chứ, làm 5 năm ở đây mà tuổi trẻ mà tiết kiệm được gần 400 triệu rồi, giỏi đó. Đây làm 7 năm mà chưa có đường đồng nào. Không mang nợ là may lắm rồi. Dự định mua nhà đấy đúng không? Yeah. Rồi, có nhu cầu gì ở bạn gái nữa không? Mẫu bạn gái như này, có nhu cầu gì nữa không? Hoặc là không thích điểm gì ở bạn gái? Chưa biết. Chưa biết nữa hả? Chị gợi ý. Chị thấy lên đây là đi xem phim chung cùng Linh Dương, Lan Ngọc là chứ bà đi với cái bạn nó đi xem với idol ca sĩ á. Đi thành một diễn viên. Đi xem phim. Là cái bạn đó là cái gì của chị Lan Ngọc? Là fan. Rồi em có thích chị Minh Dương Lan Ngọc không? Không thích nhưng mà không phải là... Không phải đầu vô. Rồi, ok. Còn em thích một cô gái truyền thống hay là hiện đại? Cá tính hay là bình thường thôi? Không phải là... Bây giờ phải có gu, chứ còn... lại nào cũng được làm sao? Ví dụ như em cảm thấy tính cách của em á, em sẽ hợp với những cô gái như thế nào? Cá tính. Nói nhiều được không? Được. Rồi trên công ty có bạn nào tán tỉnh thả thính em không? Thấy cũng ok, ngoại hình cũng điển trai cũng được nè. Thế thì có bạn nào bạn ấy tán tỉnh hay bạn ấy thả thính em không? Làm quen với em không? Không, là ở công ty mình tán người ta thôi chứ sao người ta tán mình rồi. Dạ, nhưng mà giờ người ta đi chuyển công ty rồi. À, từ người ta đi lấy chồng rồi. Còn đồng nghiệp khác thì hết, có chồng hết rồi. Vậy hả? Dạ. Buồn quá nhờ. Có năng khiếu tài lẻ gì không Hiếu? Hát được không? Hát được. Hát? Hát đi, hát thử nghe lại nha. Thôi, chẳng Hiếu idol. Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã qua một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa. Ok, hát hay đó. Giọng ha, giọng trầm, giọng ngái quá ha. Hát lên giọng to, nói chuyện cũng phải giọng to như hát á. Thì dạ. Bạn gái người ta mới thích. Nói lý nhí, nãy chị nói cái bạn kia đó, nói lý nhí ở trong họng đó là bạn gái bạn không hiểu là mình đang nói cái gì hay là mình đang muốn biểu lộ cái điều gì. Thành ra là bạn gái người ta sẽ rất là khó chịu. Dạ. Ha. Rồi, còn yêu cầu gì bạn gái, không có điểm gì không thích ở bạn gái không? À, chưa có định hướng rõ ràng cái này á. Rồi chưa có định hướng rõ ràng, thích 10 cô rồi mà còn chưa có định hướng rõ ràng của bạn gái nữa hả? Ví dụ như cái gì không thích ở người phụ nữ đó, mình cứ suy nghĩ coi. Ví dụ như xung quanh mình không thích cái gì, nêu ra 3 điểm thử. Thử
Có cái điều gì ấy mà anh thấy người ta có cái điều đó là anh không thể chấp nhận được luôn, cho vào danh sách đen. Mụn. Hả? Có mụn hả? Có mụn hả? Thích mặt mụn hả? Ừ. Rồi không thích gì nữa. Có hình xăm đồ là được không? Hình xăm thì ít thôi, sẽ không nhiều. Rồi có gì nữa? Thì ngoại hình có điểm gì không thích không? Hay là cái gì cũng tốt hả? Ví dụ như có những anh bảo là không thích bạn gái phòng 3 to quá, có những anh bảo là không thích bạn gái phòng 1 to quá. Đấy, có những anh lại bảo là không thích bạn gái mập quá, không thích bạn gái ốm quá. Kiểu như thế thì mình có cái điểm gì về ngoại hình mà mình không thích không? Quá quá. Không có chính kiến nhỉ? Sao? Khổ nha. Ai cũng được luôn á. Miễn xinh là được, miễn cái mặt là được. Chỉ cần mặt xinh thôi hả? Xinh là được. Dễ có cảm tình thì mới có cảm xúc mình mới... Ôi giọng mặt xinh mà giọng chua lét được không? Chua lét hả? Ừ. Ủa? Tại vì có nhiều dạng người lắm. Ví dụ như xinh người ta xinh, nhưng mà ví dụ như người ta... Giọng á, cái giọng nó chua á. Hoặc là ví dụ như nó khuôn mặt đó, có cái điểm nào đó mà mình cũng thích nó. Hoặc ví dụ như tóc mà ta giữ như tóc lè lẹt được không? Nhuộm được nè, mới nhuộm nè, mới nhuộm tóc. Nhuộm màu trắng được không? Được, màu nào cũng được. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài. Tôi tưởng tóc dài tóc ngắn thì cũng được chứ. Miễn có tóc là được. Ê, được nghe. Thấy trong đây ghi chơi game nè, chơi game nhiều lắm hả Hiếu? Game gì? Dạ, hồi xưa thì chơi Liên Minh, giờ bỏ rồi. Chuyển sang Liên Quân. Rồi chơi gì? Không chơi. Rồi anh chơi game gì cả? Chơi game bị cóc bác khoan. Game dạng tu tiên á. À tu tên hả? Dạ. Chơi online. Một ngày anh bỏ bao nhiêu thời gian ra để chơi game đó? 3 tiếng. Phải mới chơi buổi tối về đúng không? Khi buổi tối về là hai thằng có rủ nhau đi làm, thỉnh thoảng đi làm vài ba chai rồi tâm sự chuyện đời không? Yeah. Nó có bồ chưa? Nó có bồ rồi. Thì sao bảo nó dẫn đi tìm bồ? Bảo bạn gái của nó giới thiệu cho. Hay là bạn gái của bồ em cũng xấu cho nên là... Nghi ngờ quá à? Ông này không nói hay chút nghi ngờ. Đúng không? Ý là bạn sao em không nhờ bạn gái của bạn em á giới thiệu cho em một cô bạn của bạn đó. Ừ. Tại vì em thấy nhờ ai cũng vậy à. Em cũng vậy à, sao? Tức là cái bạn gái của bạn mình á, thì họ có một vòng bạn bè, thì có người mình thích, có người mình không thích, sao giới thiệu thì em sống được? Thì em nói với cái bạn của bạn gái của bạn em là em thích cô này thì nhờ bạn đi kết nối dùm cho. Tại vì không quen, không thấy. Chưa thấy cái hình người ta chưa chấp nhận. Vậy hả? Là phải thấy cái hình thức mới chấp nhận được người đó. Ví dụ như là khi bạn tham gia bạn muốn hẹn hò là đâu anh đâu có em đâu có nhìn thấy được cái bạn gái bên kia đâu. Tụi chị là người ghét cho em mà sao em thấy được cái bạn gái bên kia. Đến cái ngày em lên sân khấu thì em mới nói chuyện mở rào ra mới biết bạn gái bên kia. Thì em có chấp nhận tham gia chương trình đó không? Có, tại còn em tin vào con mắt của tụi chị. Đúng rồi. Nói một câu là em tin vào con mắt chọn người của tụi chị này cho các chị chết luôn. Xỉu luôn, áp lực ghê. Nhưng mà nếu mà theo, bởi vì á, có nghĩa là có những cô gái hoặc là có những chàng trai tụi chị thấy đẹp nhưng mà chưa chắc tụi em đã thấy đẹp, tại vì cái gu thẩm mỹ của mỗi người nó là khác nhau. Đó, nên mà chẳng may á, lỡ lên đó tụi chị thấy xinh mà em không thấy xinh là về đừng có mắng vốn tụi chị nha. Lúc đó đựng xuống sân khấu. Trời, xuống sân khấu bắt đầu hối tụi chị là chết tụi chị luôn đó. Có ai khen em đẹp trai không? Có mà khen thì không. Hứ? Là có. Cũng có người khen em đẹp trai đúng không? Nhưng mà cũng có người nói là em không đẹp trai đúng không? Đẹp trai thì... Chưa có ai nói. Chưa. Tại vì nó đâu ra nói thẳng với em. Đúng rồi. Chị nói không, chị đang nói là ví dụ thôi hiểu không?
thì có những cái người cái gu của họ là em thì họ sẽ khen em là đẹp trai, là phong độ, đúng không? Nhưng có những người em không phải là gu của người ta thì người ta sẽ nói là ôi em bạn ấy cũng bình thường, đâu có gì đâu mà đẹp. Thì giống như tụi chị là người đứng ở giữa, tụi chị làm mai cũng như thế. Có những cô gái tụi em thấy là đẹp nhưng tụi chị không thấy đẹp, nhưng có những cô gái tụi em thấy không đẹp thì tụi chị lại thấy nó đẹp. Cho nên đấy là lý do mà tại sao tụi chị hỏi em rất là nhiều về cái mẫu người, về vóc dáng, về hình thức, về tóc tai, về mắt mũi miệng tay chân như thế nào đó. Đương còn đương nhiên là nếu đã lên chương trình thì tất cả mọi người đều phải cảm thấy cái cô gái đó, cái chàng trai đó ngoại hình ổn. Ở đây chị chỉ dùng từ ổn thôi, chị không dùng từ đẹp. Thì tất cả mọi người, tức là một ekip của bọn chị cỡ chục người mà cả 10 người đều ok, cô này ổn để lên hình, anh này ổn để lên hình thì đương nhiên là người đó ổn, đúng không? Yeah. Đó, thì ví dụ như thế nên là bắt buộc là tụi chị sẽ phải hỏi các em là cái mẫu chi tiết bọn em là cái gì. Ok, một cô gái giống như Lưu Dược Phi thì ok, một tìm một cô gái giống Lưu Dược Phi thời làm còn là cô 16 tuổi cơ, đúng không? Chứ không phải là Lưu Dược Phi của 35 tuổi bây giờ. Đúng không? Yeah. Là thích cái cô Lưu Dược Phi thời đấy, đúng không? Đúng rồi. Ừ, Lưu Dược Phi bây giờ là tăng cân gấp đôi so với ngày xưa rồi đó. Là không thích mặt mà cũng không thích ốm luôn. Ừ. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Về tuổi không, tác thì không sao? Không mập quá, không ốm quá chứ. Rồi. Mập thì dễ thương. Tròn tròn được mà đúng không? Tròn tròn dễ thương được đúng không? Tròn cỡ em này được không? Cái này chưa tròn đâu. Không, ý là chỉ cần cỡ em này thôi được không? Được. Cỡ ngay trên mình được không ta? Ngay như quyết à? Rồi. Cỡ chúc sao làm chắc chúc chắc cỡ chúc á, cỡ chúc mới không mới là không được. Ừ, chứ con mi nó vẫn còn dễ thương, mi dễ thương mà. Chờ rồi ok rồi ok nha Hiếu ơi, rồi có gì thì chương trình sẽ liên hệ với em nha. Dạ cảm ơn. Ừ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn Hiếu nhiều.